Thứ sáu sau Chúa Nhật 25 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người. Và Người hỏi các ông: dân chúng nói Thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia. Kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo Thầy là ai? Ông Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi mỗi người tín hữu cần phải điều chỉnh lại dung mạo đích thực của Ngài. Khi Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, thánh nhân chỉ hiểu giữa Kitô theo quan niệm thông thường của người Israel đương thời là Đấng mà muôn dân luôn mong đợi. Đấng Kitô được Thiên Chúa sai đến để tái lập nước Israel, giải phóng dân tộc ắt nô lệ của ngoại bang và mang lại độc lập phồn vinh cho xứ sở. Chính vì quan niệm sai lầm ấy mà liền ngay sau khi Phêrô tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, thì Đức Giêsu cho các môn đệ biết về cuộc thương khó và tử nạn của Ngài. Quả thật, Đức Giêsu là Đấng Kitô, nhưng là Đấng Kitô thực hiện công cuộc giải phóng nhân loại khỏi nô lệ của tội lỗi bằng con đường khiêm hạ phục vụ và hy sinh chính mạng sống làm giá chuộc muôn người, chứ không phải chỉ giải phóng dân tộc Israel khỏi nô lệ ngoại bang mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng hôm nay, đỉnh cao là câu hỏi của Đức Giêsu dành cho các tông đồ: còn anh em bảo Thầy là ai? Câu hỏi của ngày xưa nhưng hôm nay vẫn còn đang vang vọng nơi tâm hồn mỗi người tín hữu. Người tín hữu cần phải trả lời chính xác về Đức Giêsu. Vì khi mình quan niệm Đức Giêsu như thế nào thì chúng ta sẽ sống như vậy. Nếu cho rằng Đức Giêsu là một người bạn thì chúng ta sẽ sống thân tình với Ngài và dành thời gian cho Ngài. Nếu cho rằng Đức Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa làm người thì chúng ta sẽ quý trọng và tôn thờ Ngài. Hơn nữa, chúng ta phải phục vụ chương trình cứu độ của Ngài. Và nếu cho rằng Đức Giêsu là một người xa lạ thì chắc chắn chúng ta sẽ thờ ơ và hững hờ với Ngài. Phêrô khẳng khái tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Đây là câu trả lời rất chính xác của Phêrô về Đức Giêsu. Nhưng đó không phải là câu trả lời của tất cả mỗi người chúng ta. Mỗi người tín hữu và có xác tín riêng và có câu trả lời riêng cho mình về Đức Giêsu. Thưa cộng đoàn, trong cuộc sống, chúng ta phải chịu trách nhiệm về niềm tin cũng như đời sống đạo của mình. Người tín hữu không thể sống đạo theo truyền thống gia đình, theo thói quen hay vì một lý do nào khác, mà chúng ta phải sống cho niềm tin của mình. Chúng ta đi theo Đức Giêsu không phải chỉ biết giáo lý của Ngài mà thôi, nhưng cần có tương quan thân tình trực tiếp với Ngài qua việc cầu nguyện. Do vậy, Đức Giêsu đang hỏi mỗi người chúng ta: anh em bảo Thầy là ai? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải biết Chúa, có tương quan thân tình với Chúa và yêu mến Chúa. Xin cho người tín hữu một đức tin tinh tuyền, một lòng mến yêu tha thiết và lòng cậy trông vững vàng để mạnh dạn và can đảm tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa làm người, Đấng cứu độ trần gian. Đồng thời, luôn quảng đại xuống niềm tin của mình
để mọi người cũng nhận biết và yêu mến Chúa, hầu được ơn cứu độ. Amen.